Chào anh Linh và chào các bạn. Thì hôm nay mình mời anh Linh chia sẻ về câu chuyện xin job ở Mỹ. Thì thời gian gần đây thì nói chung là có càng nhiều người Việt xin được job giáo sư ở Mỹ. Tuy nhiên là mình có cảm nhận rằng là một số người vẫn chưa hiểu thấu đáo lắm, đặc biệt là những người đang đi học. Cho nên là cái buổi chia sẻ hôm nay là hy vọng anh Linh sẽ làm sáng rõ hơn một số cái vấn đề. Ví dụ như trường teaching, trường research, rồi mình chuẩn bị xin job như thế nào ở mỗi cái trường đó và những cái kinh nghiệm của anh Linh trong quá trình xin job mấy năm trước. Nhờ anh Linh giới thiệu sơ về mình được không trước khi mình bắt đầu? Cảm ơn Hòa là đã cho mình cơ hội để tham gia. Mình đã từng xem các video của Hòa và mình thấy là rất là có ích cho các bạn đang muốn tìm hiểu và xác định trước cái kế hoạch chuẩn bị trong việc muốn đi xin về academic. Mình qua đây từ 1998, là vừa xong cấp 3 xong thì đi học. Cũng hơi bị thuộc dạng là mọt sách ở nhà, thành ra là chỉ thích đi học thôi. Thì học qua bên này đi học đại học. Đại học thì là gia đình tài trợ, xong rồi master và PhD thì là làm về research, thì mình có research assistantship. Sau mà khi mà PhD xong ấy thì mình đi theo advisor sang postdoc, xong làm tiếp ở vị trí 2 năm postdoc, 3 năm nữa là làm research scientist cho một trường ranking thuộc dạng A1. Xong sau đó thì đi xin được cái current positions là assistant professor ở một trường public teaching university ở Pennsylvania. Thì chuyên ngành của mình là về computer science. Anh học ở đây và xin việc ở đây bao nhiêu năm như thế, thì theo anh nhìn nhận cái thị trường làm việc giáo sư ở Mỹ nó như thế nào trong những năm gần đây? Trường làm việc giáo sư trong những năm gần đây thì ngoại trừ một số ngành chuyên về STEM như là computer science, một số ngành mà nó yêu cầu là tất cả các sinh viên cần phải lấy general education courses, những ngành kiểu như là math hay có thể là physics hay chemistry, thì PhD của phần lớn những ngành còn lại cạnh tranh về cho research ấy, thì cạnh tranh là rất là khó khăn, không thực sự là không đơn giản. Thì mình có post một cái bài ở Việt PhD thì mình cũng nói lại là cũng nói trước luôn ấy, là cái này chỉ là kinh nghiệm cá nhân thôi, và kinh nghiệm cá nhân này qua từ cái giai đoạn lúc mà mình đang làm ở cái trường thuộc cũng thuộc trong top 60 70 về research của Mỹ ấy, thì mình có được tham gia vào cái quá trình họ tuyển giáo sư 3-4 lần. Và đến lúc mà sau khi mà mình sang cái trường Public University này ấy, thì mình cũng ở trong hội đồng xét tuyển duyệt giáo sư, khoảng bây giờ đã có 2 rồi và sắp tới sẽ ở trong một cái hội đồng thuê một lần nữa là lần thứ 3. Thì mình cũng có một số kinh nghiệm cá nhân về cái cách mà số lượng hồ sơ đến và cách mà mọi người xét duyệt như thế nào, thì thực sự là khó khăn và là không không dễ dàng gì trong việc xin vị trí giáo sư. Hồi nãy anh có nhắc đến cái chuyện mà cái trường A1 đó, thì theo anh là cái câu mà xin vào trường research khó hơn trường teaching nó đúng hay nó sai? Thực ra nói một cách chính xác ra là nói chung là vấn đề này là vấn đề dễ gây ném đá, dễ ăn đá. Cái này cũng giống như so sánh apple với orange, không thể so sánh được. Cái khó ở chỗ ấy là cả hai trường, hệ thống của hai trường này họ nhắm tới những cái yêu cầu ứng cử viên với những yêu cầu khác nhau. Thành ra là nếu như mà bạn muốn đi research ấy, và để thành công đi research ấy, thì thực sự là sẽ phải cực kỳ cố gắng vào research. Và nếu như bạn teaching, muốn đi về teaching ấy, thì lại sẽ phải đổi hướng về research, và trong cái quá trình chuẩn bị khi mà làm tiến sĩ ấy, thì sẽ phải đi theo một hướng hơi khác so với lại nếu như mà bạn muốn xin research. Và thực sự là một khi đã chuẩn bị, khó nhất là đi ở giữa. Đi ở giữa thì thuộc dạng nửa ông nửa thằng, không rất là khó xin vào cả hai nửa. Còn nếu mà đã đi chuyên research
mình có thể nói bây giờ một các bạn mà profile research siêu giỏi, khả năng được nhận là có khi là thấp hơn trung bình. Và các bạn tất nhiên là có một số bạn chuyên về đi teaching trình chuẩn bị kỹ năng làm việc với sinh viên rất giỏi, thì tất nhiên là cái hệ quả là bạn không thể có thời gian để làm nhiều vào research được, và research profile bạn không cao được thì rõ ràng là không thể đi theo hướng research được. Thành ra ở đây không phải là cái nào cao hơn cái nào, nhưng mà đây là rõ ràng là hai cái nhánh khác nhau, rất là hai nhánh là bạn sẽ cần phải cân nhắc là nên đi theo nhánh nào tùy theo sở thích của cá nhân, và thực sự là tùy theo sở thích của cá nhân là muốn đi theo nhánh nào, muốn đi theo nhánh research hay là nhánh teaching. Hai cái đấy nó không, rất là khó mà để bảo. Một số bạn bảo đi từ trường nhỏ xong chuyển dần lên trường trường lớn hơn, mình thực sự nói là cái đấy là rất hiếm, rất là khó. Tức là ở Mỹ ấy, nó có một cái tình trạng là nếu như mà anh tốt nghiệp ở trường nhỏ thì thường rất khó để mà nhận, để mà những cái trường ranking cao hơn nó nhận. Thì đấy là cái trò chơi lục bát thành văn. Nhưng mà cái mà họ muốn nói đây là có một số người nhận định những trường research là nó tốt hơn trường teaching. Thì theo mình ấy, là cái nhận định nó hơi chủ quan và nó hơi phiến diện. Thì giống như anh nói là mình hai cái trường nó hai phân khúc nó rõ mà. Hai phân khúc nó khác, một cái là nó thiên về cái research để lấy grant này nọ. Nhưng mà thật sự ấy, nói cho cùng là không phải trường research nào cũng là mạnh về research, mình nói thẳng luôn. Tức là đặc biệt trong toán ấy, có những cái trường mà trường cũng là research nhưng mà toán người ta không có mạnh, và không phải ai làm ở đó cũng mạnh cả. Vì vậy cho nên là đúng như nói là cái việc so sánh là nó hơi khập khiễng. Và mỗi người thì như kinh nghiệm của họ thấy thì mỗi người rõ ràng là có một cái thế mạnh của mình. Cho nên là mình coi thế, coi cái thị trường nó phân khúc ra như vậy thì mình coi mình best fit vào chỗ nào, đúng không Linh? Thì mình phải tập trung vào, mình focus vào chỗ đấy. Mình cũng nói sơ ở bởi vì là teaching là nó muốn, nó một phần là nó sẽ nằm ở trong cái expectation khi mà đi vào trường. Thì thường research expectation là khoảng 50% research, khoảng 30% teaching, 20% là về service các thứ, thậm chí có thể nhỏ hơn, có thể là 60 research, 20 teaching, 20 service, càng ngày càng nhỏ. Nhưng bên teaching thì lại ngược lại, bên teaching là phải 50 đến 60 là teaching, 30 research, 20, tức là cái vị trí giữa research và teaching nó đảo ngược ở giữa hai trường. Thành ra do đó, ví dụ như khi ở trường mình chẳng hạn, khi mà hội đồng mình xét hồ sơ, cũng có một số hồ sơ các bạn từ các trường lớn A1 gửi về, và gần như những hồ sơ đấy ấy, là lại nằm trong dạng là bị rất là dễ bị gạt ngay từ thời điểm đầu tiên. Bởi vì lý do đơn giản là trường mình cái hệ thống, cái teaching load nó cao, và cái demand, cái khả năng mà để giao tiếp với sinh viên không phải chỉ đơn thuần là các bạn học, các bạn chắc chắn cũng biết là có một số giáo sư siêu giỏi, nói chung là về nghiên cứu không thể giỏi hơn được, nhưng mà chui vào lớp ngồi thì không thể sống được, chỉ có thể ngủ thôi chứ không thể làm gì được trong cái lớp đấy, chỉ có mà ngồi tự học và đọc paper và gặp riêng thì được thôi. Thì cái đấy lại không thể chấp nhận được ở trường teaching. Trường teaching là họ không chấp nhận giáo sư như thế. Thành ra là những cái đấy là bởi vì cái sự khác biệt giữa teaching và research. Và tất nhiên là rõ ràng là research nghe ngoài hơn, nghiên cứu thì nghe ngoài hơn là đi dạy. Thì nó tạo ra cái cảm giác là đi xin vào trường research thì khó hơn xin vào trường teaching. Mình thì nghĩ là không phải là, tất nhiên là không, mình không muốn so sánh theo kiểu khó hơn, mình phải nói là khác hoàn toàn. Đồng ý với anh. Người họ đánh giá. Đúng là nó khác hoàn toàn, và nói chung cái việc so sánh đánh giá cái trường research nó xịn hơn trường teaching thì đúng là nó nói chung là không nên. Đó. Cho nên nó cũng rất là khó. Tuy nhiên nó có một cái mà họ thấy này mà mọi người có thể nhầm là cứ phải vào trường research phải làm research tốt là giữ được tenure, mình không nghĩ vậy. Bởi vì bản chất của cái việc dạy á, cái việc dạy trường nào nó cũng lấy cái phần một nguồn lớn để cái nguồn hoạt động nó là từ sinh viên. Anh đồng ý không? Từ cái học phí của sinh viên. Nếu như mà mình dạy không được mà để cho nó cứ tập trung research coi thường teaching là cũng đâu có tốt. Là cũng có thể, nếu mà nó bình thường thì không sao, chứ sinh viên nó kiện cáo này nọ thì cũng rất là phiền. Mình nghĩ như vậy. Cho nên là cái phần teaching ấy, dù cho cái trọng lượng nó nhỏ hay nó lớn thì nó vẫn là một cái điều quan trọng. Thường là assistant professor khi vào trong các trường, ở đây mình không nói đến các trường mà thuộc loại siêu lớn, thuộc loại top 5, top 10,
bọn đấy thì là funding để support cho lecturer với lại, và thật ra thậm chí những trường đấy các bạn để ý là nó sẽ có một ngạch riêng, thường cái vị trí mà assistant professor of practice hoặc là assistant teaching professor hiện tại cũng đang là một cái tendency đang tăng ở các trường R1, bởi vì chính các trường R1 cũng nhận ra rằng là nếu mà bỏ không dạy cho sinh viên thì là không ổn, thành ra là sẽ có hai hạng ngạch. Nếu mình nhớ không nhầm là Stanford có, UC Berkeley có, Duke University cũng có, và rất là nhiều trường hiện tại đang chuyển sang cái mở ra thêm cái line đấy, và một số trường cũng bắt đầu chuyển sang cho teaching professor cũng có tenure track. Cái này là cho ngành CS thôi, mình không biết bên math thế nào. Trong CS thì là teaching professor là đang bắt đầu, cái vị trí đấy đang bắt đầu phổ biến ở các trường R1. Thì các bạn chắc chắn là phải dạy. Có một cái ưu điểm ở các trường R1 ấy thì thường, bởi vì là cái đầu vào của nó chặt hơn các trường teaching bình thường, cho nên khi mà các bạn dạy ấy ở trường A1 ấy không cần phải bỏ nhiều sức quá, bởi vì sinh viên thực ra là nó cũng giỏi hơn ở các trường khác nhiều, thành ra dạy cho bọn giỏi thì bao giờ cũng dễ hơn là dạy cho bọn trung bình. Nếu mà đi về các trường teaching ấy, thì có một cái khó khăn ấy là sinh viên ở các trường teaching sẽ là thường khoảng sinh viên cao là được top 25, còn không là sẽ là khoảng chừng cái middle của cái bell curve. Teaching thường là những hoàn cảnh gia đình thuộc loại bình thường, vừa đủ điểm, có thể có đủ điểm, may ra thì được các sinh viên mà giỏi đủ điểm vào các trường lớn ở các bang khác, nhưng mà bọn nó không muốn đi, muốn ở gần nhà. Nhưng mà nói chung là bình quân ra thì chất lượng sinh viên ở trường teaching là sẽ thấp hơn chất lượng sinh viên ở trường research, do đó là việc dạy ở trường teaching khó hơn, và cũng là lý do vì sao mà research được nhưng chưa chắc đã dạy được ở trường dưới. Bạn không không có kinh nghiệm dạy là không dạy được, không đi dạy được. Nhưng mà ở trường research cao như thế, nhưng mà rõ ràng là một cái nữa sẽ phải nhìn đến là trong cái hoàn cảnh nói chung là kinh tế các thứ hiện nay, từ lúc COVID mình cũng theo dõi các trường mà chuyên dựa vào grant, chuyên dựa vào sinh viên quốc tế các thứ là cũng bắt đầu xính bính trong cái đợt này đấy. Thành ra là hiện tại nhu cầu lại đang là làm cách nào để thu hút được nhiều sinh viên về hơn, và rõ ràng để thu hút được nhiều sinh viên thì phải tăng cường khả năng dạy hơn. Tức là bây giờ người ta sẽ tập trung vào cái thị trường là sinh viên trong nước, và để mà cạnh tranh với trường sinh sinh viên trong nước thì đúng là phải tăng cường giảng dạy và tăng cường thu hút tụi nó hơn. Là thì từ cái cách nhìn nhận đấy, từ cái bức tranh về teaching và research đấy, thì theo anh ấy, cái cơ hội xin job cho những người nước ngoài giống như người Việt, anh em Việt đang học PhD ở Mỹ này, thì cơ hội xin job làm giáo sư nó có ok, nó có rộng mở hay không, và mình đánh giá, để mà đánh giá mình đúng vào trong cái tình huống đấy thì theo anh là cần phải lưu ý những điều gì? Thì cái này là câu trả lời khó, vì cái này sẽ là tùy ngành. Ví dụ như mình đánh giá hiện nay so với CS ấy, là cơ hội đang rộng so với CS. Mình không biết bên toán thế nào, nhưng mà đối với bên computer science thì cơ hội xin job hiện nay cao. Các bạn xin job bây giờ tính làm một bài tính theo kiểu như là lại như này, thực ra là mỗi lần xin vào một trường ấy, không phải chỉ một mình mấy cái khoa của mấy trường lớn mỗi năm nó tốt nghiệp ra chừng khoảng 3-4 PhD trong tổng các trường như thế, xong rồi phân ra và tính ra là các trường mà thuộc loại research A1 ấy chắc là khoảng 100 trường top ở nước Mỹ ấy, thì at any given time thì may ra khoảng chừng 1/3 số đấy là đang tuyển người, chứ không phải là lúc nào cũng đang tuyển người. Thành ra là nhìn qua một vòng như thế mình sẽ thấy ngay là cái tuy cái demand cao, nhưng mà giả sử như nếu mà tập trung tất cả mọi thứ vào các trường research ấy thì cũng không nhiều lựa chọn lắm. Thì thành ra là mình khó trả lời, thực sự là câu này khó trả lời. Câu này mình nghĩ là cái đầu tiên ấy là phải bám chắc advisor, thực sự là phải bám chắc advisor. Mình nghĩ cái sự những cái gì mà mình đạt được hiện nay một phần lớn là do sự hỗ trợ của advisor của mình.
cho nên là bám chắc advisor và bám chắc với lại alumni network để xem là họ đi những trường nào, như thế là sẽ dễ hơn, giúp tạo điều kiện dễ hơn trong cho việc làm sau này. Một cái quan trọng nữa là phải tìm tìm hướng nghiên cứu nào mà đến vào thời điểm tốt nghiệp thì đang là hướng hot, để khi mà họ đang tuyển những cái vị trí đấy. Nếu mà tại vì là nhiều trường hợp, chẳng hạn như mình biết một trường hợp một anh rất giỏi, bây giờ đang ở một nước khác làm việc rất giỏi, lúc mà hồi về tuyển về trường mình thì lại không được, mặc dù là profile mình đánh giá là một loại rất là cao, nhưng mà không được bởi vì chỉ đơn giản là không hợp thôi. Không phải là research hay là mạnh hay yếu, nhưng mà cơ bản là không hợp với những gì về cái chiến lược khoa phát triển như thế nào, họ không cảm thấy click được thì họ không tuyển. Tức là cái thị trường job nó rất là uncertain, tức là nó vô chừng lắm. Như mình cũng hay kể là đôi lúc cái hồ sơ mạnh chưa hẳn là đó ok, mà phải là hợp và phải là có duyên nữa. Mình phải đúng là fit với cái mà họ đang cần nữa. Cho nên là đúng như anh nói là thì rất là khó nói. Tuy nhiên từ cái phương diện mà ví dụ như một người đi xin job như Hòa, một người gọi là không học ở Mỹ rồi thậm chí là không có nhiều cái connection ở Mỹ, thì theo như Hòa nghĩ thì nó vẫn có cơ hội nếu như mình có một cái approach nó hợp lý. Tức là ngoài cái chuyện chuẩn bị hồ sơ này nọ mọi thứ, nhưng mà mình có cái cách nhìn mà mình đánh giá cái thị trường nó đúng hơn ấy, và mình hiểu hơn cái thị trường xin việc, thì lúc đấy là cái tức là mình nhảy đi đi xin việc, thật ra đi chơi game thôi đúng không? Mình hiểu được cái trò chơi đấy, cái luật của cái game đấy, thì mình có thể mình chơi tốt hơn. Thì đấy là cái suy nghĩ của họ. Cho nên là cơ hội thì vẫn có chứ không phải là không có, nhưng mà phải tìm hiểu kỹ cái luật chơi và phải biết được mình đang ở cái level nào. Cái đấy mà họ nghĩ rất là quan trọng. Cái đấy thực sự đúng là rất là quan trọng. Mình vẫn nhớ là mình làm postdoc khoảng một năm, coi như là hôm đó ngồi xe với lại advisor, xong bảo advisor là tao muốn xin professorship ở academic. Advisor nhìn bảo mày không vào A1 được. Mình thì có quyền apply mọi nơi mình muốn, nhưng mà cái chuyện của mình là chuyện apply, còn chuyện mà người ta nhận hay không, người ta có gọi mình hay không thì đó là câu chuyện khác, đó là chuyện của họ. Cho nên mình thì cũng không có vấn đề gì mà mình phải đau buồn vì cái chuyện người ta không gọi mình đó. Nhưng mà ý mình nói là để cho nó đỡ tốn thời gian và nó đỡ stress thì nên mình nhận định được cái khoản của mình, giống như anh Linh nói. Anh Linh nhìn hình như xưa là cũng apply vào những trường đó thôi đúng không? Không, mình không hèm, không hèm sợt. Sẵn tiện, tại vì anh đang nói về cái chỗ đó, cho em hỏi một câu được không? Nghĩa là anh đang nói về cái chuyện là có một cái anh kia cái profile rất là tốt, nhưng mà khi mà nộp vô thì câu chuyện là anh ấy không được nhận vì không phù hợp. Thế nhưng mà em nghĩ nếu mà mình đi nộp mà một cái nơi đó mà để nó phù hợp cho mình một cách hoàn toàn, một cách giống như là kích vào ấy, thì em nghĩ là không phải là lúc nào cũng dễ dàng như vậy. Thì theo anh thì nếu là gọi là phù hợp thì có một cái tiêu chí hay một cái gì đó để mình đánh giá là nó như thế nào là phù hợp không? Nhưng không 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 nhất thiết là phải là hoàn toàn, nhưng mà cái mức nào đó không? Có một cái tiêu chí nào đó? Thì thực ra là quay lại cái ví dụ của anh đấy ấy, thực ra thời điểm đấy không phù hợp bởi vì là thời điểm đấy đang có đấu tranh nội bộ. Cái này là mình đi cửa sau thì mình nghe được, tại vì là cái nghiên cứu của anh đấy là rơi vào một cái phần giữa của hai khoa, và cái vị trí đấy là một vị trí được hai khoa chia sẻ. Thành ra là khi mà đến lúc đấy ấy, thì cái hướng nghiên cứu của anh ấy, theo mình nghe được là tuy là cutting edge trong một hướng, nhưng mà lại không phải là cái mà cái khoa mà đang có thế lực áp đảo nó muốn. Thành ra là nó không kéo về thứ cái đấy thành ra thế mới bảo rằng là nhìn ở bên ngoài, nhìn cái quảng cáo chẳng hạn thì nghe mọi thứ rất là xịn, nhưng mà thực ra là sẽ phải làm một cái phần quan trọng mà mình không thể không nhấn mạnh là phải làm homework, phải tìm hiểu rất là kỹ về cái khoa mà mình apply. Mình thấy ấy, rằng là một khi mà các bạn nộp hồ sơ ấy, thì thực ra là cái chất lượng của các bạn là họ đã đánh giá từ cái vòng nộp hồ sơ rồi, chứ không phải như trong job và interview để xem có đủ kỹ năng không. Trong academic của mình là khả năng hay không là nó đã thể hiện hoàn toàn qua tên tuổi của advisor, qua cái số bài báo mình xuất bản,
rồi qua bảng điểm, rồi qua trường của mình là nó thể hiện ra hết rồi. Thành ra là khi mà các bạn gửi hồ sơ vào ấy, thì chính ở vòng hồ sơ ấy là chính là cái vòng họ đã đánh giá và khả năng chuyên môn của các bạn đến đâu rồi. Cái đấy là không cần phải ấy nữa. Đến cái vòng mà phỏng vấn Skype và vòng onsite ấy, là đấy là cái lúc mà hai bên dò xét xem là có hợp không. Có hợp không và có đủ tiềm năng không là quan trọng của hai cái vòng đấy. Chứ còn khả năng là không phải bàn cãi, một khi mà bạn đã được gọi Skype interview ấy thì chắc chắn là họ nghĩ rằng là về academic ấy là các bạn này là trên cùng một đẳng cấp hết rồi. Chỉ có nhìn người này nhìn người kia một tí thôi, không có khác gì cả. Thành ra nếu mà bảo đánh giá hợp ấy, để có thể đảm bảo qua được vòng gửi xe ấy, thì mình nghĩ là cách đơn giản nhất là mò vào và xem các giáo sư trong trường, xem publication record của họ như thế nào, nhất là xem cái đúng assistant professor mà họ mới thuê gần đây, so sánh cái mức xuất bản, mức nghiên cứu của mình so với họ là cao hay thấp. Họ xin bổ sung cái ý của anh Linh, tức là cái chuyện hợp hay không hợp ấy, thật ra nó mình không, người xin job không hoàn toàn không biết được, bởi vì cái chuyện nó nằm nội bộ trong cái kho rồi, mình không biết được đâu. Cho nên đó là đôi khi mình với vai trò là người xin job ấy, mình đừng có nên nghĩ nhiều quá cái chuyện đó. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà mình cứ nghĩ mình đoán cái chuyện đó, một cái đoán cái điều mình không biết, dẫn đến cái tình trạng là mình có thể bị lệch hợp với người này nhưng mà trong kho nó không hợp với người khác, nó đá bay luôn hồ sơ, hiểu không nào? Cho nên là cái chuyện đó rất là khó nói. Người ta nói là khi mà nhìn hồ sơ thì người ta xem tức là cái ứng viên là tập trường nào, rồi advisor của họ là ai, xong rồi nếu như mà hai họ hợp với cái advisor, cái hướng của advisor, hoặc là họ thấy advisor nổi tiếng hay là trường nổi tiếng, thì họ mới xem tiếp theo là cái publication hay rồi những cái tiếp theo nữa, thì theo anh thấy nó đúng không? Có nghĩa là những cái trong cái community họ cái, có phải là cái đó là cái cách họ làm việc không? Cái đấy là tùy. Thực ra là tùy, có thể là cái đấy theo anh được biết ấy, là xảy ra ở các trường thuộc loại top. Tức là em cũng tưởng tượng là academic mình cũng giống như cái kim tự tháp, thì càng lên trên đẳng cấp nó càng nhỏ thì mọi người càng dễ biết nhau hơn và tìm hiểu nhau được hơn. Thì lên tới cái thời điểm đấy thì là nhìn tên, nhìn advisor xong và nhìn trường tốt nghiệp ở đâu ấy, là cũng có được một cái ý tưởng tương đối là trình độ của đồng chí này ở đâu rồi. Và sau đó thì sẽ nhìn sang đến publication. Cũng có một số trường hợp cái việc đấy nó khó xảy ra, ví dụ như giả sử như là một khoa họ muốn mở ra một cái nhánh nhỏ mới, chẳng hạn một khoa chỉ toàn bên lý thuyết, bây giờ họ muốn thuê một đồng chí chuyên về software engineering về hay là gì đấy, thì có thể là những người trong khoa cũng không biết ai là tên tuổi lớn trong software engineering cả, khi đó cũng chỉ có nhìn trường thôi, mà nhìn bên publication, ví dụ như là của khoa của mình vừa rồi cũng có một số người nộp và một ngành khác hẳn khoa của mình là đang muốn mở ra một hướng về computer graphics, thì trong khoa chả qua về computer graphics cả, thành ra nhìn tên thì chịu, nhưng mà khi đó thì nhìn sẽ publication, sẽ nhìn kiểu ACM, IEEE, xong rồi cũng sẽ làm background về nhìn cái danh sách publication này, xem conference này có nổi tiếng APCD không. Mình kinh nghiệm của mình là nhìn tên advisor chưa chắc đã nói được gì. Thì có một số người dân Việt mình qua Mỹ học toán với những advisor to rất là nhiều, lai lai có nhiều ấy, thậm chí những người đặt giải Fields, mà hiển nhiên là nó cũng có cái không phải lúc nào cũng như thế. Nhưng còn cái từ vì vậy cho nên là khi mà mình thấy nhiều cái tình huống, nhiều cái trường hợp như thế, thì mình luôn nghĩ rằng là người Việt ấy thật ra học ở đâu cũng được, tốt nghiệp Việt Nam hay tốt nghiệp ở Nga giống như mình đều có cơ hội xin việc hết, nếu như mình chọn tốt cái approach. Cho nên là mình kiểu như là mình không sợ gì hết, cứ apply và tìm hiểu kỹ. Thế là còn lại cái câu chuyện người ta thì cái chuyện người ta xét thôi. Nên là đừng có nghĩ nhiều quá, lại sợ. Biết đâu hồi xưa anh Linh anh nộp trường research rồi anh bỏ qua cái câu của ông thầy anh, thì bây giờ anh ngồi trường A1 rồi. Hòa nói như thế là vào thời điểm đấy mình nghĩ là nếu mà cố hơn một tí nữa thì chắc là cũng vào được đến R2. Có cái là thực sự là mình thì thích teaching. Ừ.
ra là mình thích tích trinh và mình cũng tự nhận là mình khả năng viết proposal không mạnh. Viết ra là cái sau khi mà ngay từ cái thời điểm học PhD làm với advisor ấy, thì advisor có nhiều funding, nhưng mà funding của advisor là chuyên gia là phần lớn là đi ra ngoài móc nối với công ty lấy funding, chứ không phải là thuộc loại funding mà basic research in national foundations. Advisor cũng có nhiều national foundation nhưng mà lại là hardware funding chứ không phải là research funding, tức là theo kiểu như là như mình nói có một cái bài dưới cái, tức là advisor của mình cực kỳ giỏi trong việc xin major research instrument, và đấy mỗi lần xin là khoảng 2-3 triệu mua về siêu máy tính cho trường như điên. Chứ là funding mà basic research ấy, cái loại funding mà để vào cái vị trí professor của R1 ấy, thì bà đấy lại không mạnh về cái đấy. Bà đấy không mạnh về basic research, bà đấy mạnh về chuyên về applied research. Thành ra là cái, bởi vì mình theo advisor như thế, cho nên là cái technical background của mình cũng đi theo cái hướng đấy. Tức là sau khi mà mình postdoc 2 năm cho cái lab của bà đấy ấy, và sau đó chuyển qua làm research scientist ấy, thì là position của mình là chuyên về supporting advanced research computing, giống như là kiểu như là trường có siêu máy tính và các bạn giáo sư của các khoa muốn sử dụng siêu máy tính thì thường là bọn mình sẽ hỗ trợ viết phần mềm, xong rồi là optimize code các thứ cho đấy. Thì cái đấy là cũng là critical, cái đấy là cũng đòi hỏi skill, nhưng mà cái đấy lại không phải là cái mà R1 assistant professor cần. Nên là mình đi theo hướng đấy, thành ra là mình không có basic research để có thể đi theo được hướng R1. Thì nói chung là cái việc đi học PhD nó cũng giống như là nấu một cái bánh, nó nướng một cái bánh đúng không? Còn cái bánh nó ra như thế nào thì tùy theo cái lò. Và khi cái bánh nó ra như thế nào thì tùy theo phân khúc mình sử dụng, mình cái bánh nó ra thị trường như thế nào thì tùy theo phân khúc. Thì mình nghĩ thường nghĩ đơn giản như vậy cho nó khỏe. Mình có một cái bức tranh khá rõ về cái việc job teaching research rồi, thì thôi bây giờ mình sẽ nói chuyện về cuộc sống của một giáo sư ở trường teaching đi anh Linh. Thôi thì anh kể xem anh enjoy cuộc sống ở trường teaching nó như thế nào, và theo anh thì nó có phải là một cái sự lựa chọn đúng đắn với cái với lại bản thân anh không? Thì bây giờ cứ nói trước là end goal của mình là khi vào đây là chắc chắn là để nhắm tenure, như là đảm bảo ổn định không bị đuổi. Thì yêu cầu tenure của Teaching University là cũng vẫn, tuy là không có research nhưng vẫn đòi hỏi có research. Tức là 50% của mình là teaching, 35% là research, 15% là service. Thì đối với assistant professor năm 1, năm 2 thì service đòi hỏi không nhiều lắm. Tham gia vào mấy cái committee vô thưởng vô phạt, mỗi tuần đi họp vài lần thì không, cái đấy là dễ. Thực ra teaching mới là khó. Teaching là phải để ý, bởi vì là teaching mà muốn teaching được đánh giá ở teaching university là sẽ qua student evaluations. Cái student evaluation mình không biết trường Hòa thế nào, như trường mình ấy thì là nó lại offer khá sớm, tức nó không đợi đến cuối semester, khoảng tầm 2/3 semester là nó đã teaching evaluation rồi. Chắc là cũng để giới hạn cho sinh viên không chờ đến lúc mà nó kém quá xong rồi nó get lay sang đến giáo sư. Thì cái khái niệm mà nếu mà sinh viên không bơi được thì chìm ấy, cái khái niệm đó không được chấp nhận ở teaching university, tại vì trách nhiệm của mình là phải teach được. Thành ra là phải cố, rất là cố để hỗ trợ bọn nó, để bọn nó học. Mình lại nhắc lại một nữa, vấn đề ở đây không phải là chỉ đơn thuần là nhắm mắt cho A toàn bộ, nhưng mà vấn đề là làm sao mà dạy và cho assignment các thứ để khuyến khích được bọn nó học và bọn nó lên được. Thì và đồng thời vào thời điểm đấy ấy, thì vẫn phải yêu cầu có research, tức là không cần phải research top journal conference, nhưng mà vẫn phải là research trong một cái valid environment, vẫn phải là kiểu như là không submit to predator journal, mà cũng không có tiền để submit to predator journal. Vẫn phải submit được và vẫn phải có publications. Và đổi lại một cái là bởi vì là không có áp lực về research proposal ấy, không áp lực là hè phải làm gì, nên là mình cũng khá thoải mái. Bên hè của mình thu nhập thêm thì là dạy thêm, xong rồi dạy lớp hè xong rồi tính lớp thôi. Trường mình có cả winter quarter, thành ra là cái vấn đề thu nhập là thoải mái, gọi là ổn định. Bởi vì không có áp lực
không có áp lực dạy như thế, không có áp lực làm research ấy. Thành ra là mình cũng vẫn làm research bởi vì mình thích làm research, nhưng mà được cái là mình cái research của mình scope nó dễ hơn và mình hay cố gắng là sẽ hướng là research về những cái gì mà mình dạy. Thành ra là sẽ vừa ứng dụng được vào trong lớp, bọn sinh viên nó thích, nhưng mà vẫn đồng thời là có publications. Thì như cái trường hợp của chỗ Hòa thì để mà lấy trainer người ta vẫn cần 4 bài báo. Tức là so với những trường giống như một số trường thậm chí trong top 100 ấy, ở ngấp nghé khoảng 90-100 thì người ta chỉ cần khoảng tầm 5-6 bài. Chỗ họ nó đòi 4 bài. Tức là nó tùy thuộc rất nhiều vào cái trường và tùy thuộc vào cái college. Người ta có thể có một số trường người ta muốn nâng cái mức research lên để người ta nâng cái trường lên. Chắc thật ra research một số trường người ta nhìn nhận rất rõ, tức là nó vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy của trường. Cho nên là có một cái dạo, thật ra có năm họ năm 2017 họ nhớ đi xin job lúc phỏng vấn ấy, thì có nhiều người có trưởng khoa lúc một phỏng vấn một họ tâm sự và bảo là bởi vì cái chuyện cứ nghĩ trường teaching không cần research, cho nên nhiều người khi mà lấy trainer rồi á hoặc là vào đó rồi là không làm research nữa, nên làm cho cái chất lượng trong kho người ta nó giảm xuống. Sinh viên bây giờ nó đi học ấy, nó cũng phải xem trong kho nó cùng những ai ra làm sao, nó chọn ngành đó nó phải xem cái danh sách professors ở đấy có active trong nghiên cứu hay không, bởi vì dù gì thì nó điều đó cũng điều quan trọng đối với tụi nó. Cho nên là khi mà nhìn vô mà cả bao nhiêu năm trời không có bài báo thì người ta cũng sẽ rất là, sinh viên nó cũng ngại, nó chứ không phải như hồi xưa là cứ tụi nó nhắm mắt nhắm mũi nó nộp đâu, bây giờ nó nghiên cứu kỹ lắm. Còn cái đánh giá của teaching thì đúng như anh nói là đúng như chỗ mình, những trường teaching thì người ta đánh giá là nặng cái đó. Nhưng mà cũng tùy nơi, người ta có thể đánh giá dựa vào hoàn toàn vào teaching, student teaching evaluation. Và chỗ mình là thêm một cái nữa là advisor đánh giá. Advisor đánh giá, rồi trưởng khoa đánh giá, tức là một số cái họ đến họ xem mình dạy dỗ làm sao, rồi để họ đánh giá kỹ sát hơn. Chứ còn tức là có nhiều cái hướng như vậy để người ta đưa ra cái thông tin chuẩn xác hơn về cái việc giảng dạy của mình. Em nghe bên toán ấy, mấy đứa bạn nó làm bên mấy cái trường research thì nó tụi nó nói là người ta không có ghi như vậy, nhưng mà bây giờ ấy, một số trường một số kho toán người ta vẫn bắt thành rất là ngầm hiểu là nếu mà anh nào mà không nhận được NSF grant là có thể sẽ không được trainer, cái kiểu như vậy đó. Thì nó khi mà người ta xét trainer thì người ta so sánh thế này thế kia. Thì nói ra cái chuyện này để mà nói là cái mình so sánh cái áp lực giữa trường teaching và trường research. Một bên áp lực về teaching, một bên áp lực về research. Chứ không có cái chuyện là coi như là anh làm teaching là anh sướng hơn. Anh có thể sướng hơn cái chuyện này nhưng mà anh khổ cái chuyện khác. Cho nên là mình rất là khó so sánh. Và thật ra để mà đánh giá gọi là đánh giá giáo sư ở trường teaching và trường research thật ra nó cũng khó. Bởi vì ví dụ như anh phải chọn, anh kêu anh đánh giá nghiên cứu đi thì đúng là mấy anh trường research có thể làm tốt hơn. Nhưng mà nếu mà anh đánh giá về teaching đi thì rõ ràng là mấy anh teaching làm tốt hơn rồi. Và cái bức tranh mình thấy thì mình thấy cũng ổn rồi. Anh có cái chia sẻ gì nữa không? Nhắn nhủ gì đến các bạn trẻ, những người mà muốn làm professor? Mình chỉ rất nói chung là keep an open mind thôi, nói chung là luôn luôn phải cân nhắc tất cả các lựa chọn. Nhiều khi nhiều bạn thực sự là không thích interact with student, không thích bother thì rõ ràng là research là chuẩn nhất rồi, research là chuẩn nhất rồi. Có những bạn không thích cái áp lực của research, có những bạn chuyên làm, có những bạn làm rất giỏi nhưng mà sẽ có trường hợp là có một số bạn về kỹ năng cực kỳ giỏi nhưng mà vấn đề chỉ có cái là không chuyên về việc đảo bới theo kiểu làm chuyên lý thuyết nhiều ấy, và khó khăn trong việc xin proposal ấy. Thì những với những bạn đấy thì industry hay là teaching thì sẽ ấy hơn, thì sẽ dễ hơn. Thành ra cái key ở đây là phải keep mind open và phải chọn advisor cẩn thận, bởi vì advisor sẽ ảnh hưởng đến cái việc mà cái hướng đi của mình sau này như thế nào. Mình hiện tại đang ở đây là cũng một phần là do sự ảnh hưởng của advisor. Cái này là advisor của mình là cực kỳ tốt, nhưng mà vì style của advisor như thế cho nên là mình thiên về hướng như thế này, tức là mạnh về apply chuyên môn nhưng mà không mạnh về basic research. Và một số bạn là advisor, mình biết một số giáo sư trong khoa của mình đi theo advisor chuyên lý thuyết cực giỏi, proposal ầm ầm, nhưng mà bây giờ
bảo làm về mấy cái mà hơi hands on một tí là thôi chết cứng, không làm được. Ừ. Thành ra đấy là sẽ có những cái trade off phải phải cân nhắc cẩn thận. Phải nói chung là Việt Nam mình và ngay cả mình trước đây cũng hơi lý tưởng hóa cái bằng tiến sĩ, của bằng tiến sĩ thực ra cũng chỉ là một cái bước đệm cho cái tương lai của mình thôi. Thế nên là cũng vẫn phải plan, cũng phải cân nhắc cẩn thận, chứ không phải chỉ đơn thuần coi như là ngồi cắm đầu nghiên cứu viết bài báo. Lúc đó thì lúc ra là sẽ khó khăn trong việc đi xin. Dạ, thì họ cũng nghĩ thật ra cái việc xin job nó, cái skills nó quan trọng cực kỳ. Cho nên là nếu như mình ngoài cái việc viết báo nghiên cứu này nọ thì phải phải trau dồi cái kỹ năng, một trong những kỹ năng đó, kỹ năng giao tiếp. Chứ còn không á, dù cho có được nhiều bài báo tốt hay này nọ mà kỹ năng giao tiếp nó không tốt thì đến đến khi mà giao tiếp đến Skype hoặc là on campus interview thì người ta cũng có thể loại mình. Anh Hoàng, anh có hỏi gì không? Mình tên Hoàng, chắc mình cũng không có ý kiến gì, nhưng mà qua đây thì cũng cảm ơn anh Linh rồi anh Hòa đã có một cái buổi tổ chức cái buổi talk rất là hay, làm cho mình mới qua thì mình có thể tưởng tượng được cái cách sinh việc hay là cái một cái gì văn hóa sống ở bên Mỹ. Thì mình ở đây mới qua thì cũng hơi chập chững, nữ là qua thì nó cũng có nhiều cái cũng bất tiện, ví dụ như tiếng Anh thì cũng giống như anh Hòa nói, ngày xưa anh Hòa là học tiếng Nga và tiếng Anh cũng chữ này chữ kia giống như em giờ em qua thì họ nói mình không nghe kịp, bây giờ mình phải qua mình phải học lại đấy. Nhưng mà thì mong là sau này các em thì cũng có kế hoạch riêng, thì ví dụ như giờ mình phải bỏ ra 1-2 năm học tiếng thì sau đó mình mình có một cái lời khuyên đối với anh là gì? Không biết anh đã thử chưa, anh đã thử lên kho toán trong trường xin làm giảng dạy, mà giảng dạy giống như thỉnh giảng ấy, gọi adjunct ấy. Chưa, tại mình cũng hơi là gì, mình hơi ngại cái tiếng Anh của mình. Đừng có ngại, ở Mỹ mà ngại là chết. Không có ngại, anh cứ mạnh dạn anh lên. Anh lên trên kho toán dự seminar cho người ta biết mình, coi thử coi là có ai làm phụ mình. Đó là mình cũng muốn, mình cũng đang muốn là đi kiếm mấy cái conference ở Mỹ mình tham dự với tư cách là khán giả, mình nghe để mình học hỏi thêm kinh nghiệm, cái cách người ta trình bày nói chuyện mình cũng học thêm được tiếng Anh, là mình đang đi tìm những cái conference đó ở Mỹ có thể tham gia. Bởi vì quan trọng là anh phải đừng có sợ. Hồi thời hòm mới qua mới cứ vừa dạy rồi vừa học tiếng Anh, mà có một cách học tiếng Anh rất là nhanh, đó là mình học qua sinh viên. Nên anh cứ lên cái trường hiện giờ ấy anh đang học, anh cứ lên anh gặp khoa, cứ lên seminar với họ. Rồi khi mà mình seminar xong mình nói chuyện quen biết, rồi mình sẽ nói cái tình cảnh của mình. Thì họ bên này thật ra họ rất là welcome và họ rất là sẵn sàng giúp đỡ. Nếu như họ có thể giúp đỡ được mình thì họ giúp đỡ thôi. Và anh có thể xin họ đơn giản là có thể lên một cái việc gì đấy, anh làm volunteer nhá, làm tình nguyện lên. Ở trong trường, trong kho nó có những cái club, anh kêu ok ta muốn tham gia mấy club hướng giúp cho sinh viên, những hạn sinh viên giảng bài tụi nó không hiểu tụi nó sẽ tìm anh, và qua quá trình đấy là anh có thể giúp nó, anh nói tụi sinh viên Mỹ nó rất là kiên nhẫn, nó biết mình người nước ngoài. Nhưng mà anh muốn giúp nó thì anh sẽ học được rất nhiều từ tụi nó, ít nhất học tiếng. Hồi xưa mình toàn học tiếng như vậy đấy, cho nên là anh nói là mình từ ABC mà sau 2 năm rưỡi mà mình có thể xin được job. Cái cách mình học nhanh nhất là học qua tụi sinh viên á. Math là universal language rồi, cần gì phải học thêm. Không, anh, hồi xưa nhá, anh không biết, lúc mà họ dạy ở Auburn nhá, khổ cực kỳ luôn. Rất là khổ, tại vì lúc đấy là đầu tiên, gọi là kỳ đầu tiên dạy tiếng Anh luôn. Và hồi xưa giờ đâu có nói tiếng Anh. Thế là vừa học vừa chơi, và vừa học tiếng Anh vừa dạy. Cứ kêu sinh viên đến, mình cứ dụ sinh viên đó, mày đến đây tao sẵn sàng giúp đỡ tụi mày, nhưng thật ra là mình kêu tụi nó đến để mình nói chuyện với tụi nó. Mình vừa giúp tụi nó nhưng mà thật ra là mình cũng vừa giúp mình đấy. Nên là nó cũng có một số cách học tiếng Anh free ở Mỹ và rất hiệu quả, nên mình phải tận dụng cái đó. Không cần đi cái đường mà giống như là cái đường chính thống là tôi phải quan hệ với người này, quan hệ với người kia, không cần thiết. Cứ đâm thẳng vô cái kho đó, gặp trực tiếp.
để người ta biết mình sống. Thế thôi. Em xin phép được hỏi hai con nhỏ ạ. Ok. Em hỏi cho hai anh. Tức là em đang hỏi về cái chuyện mà cái về cái research statement cho cái đường nghiên cứu ấy. Thì ví dụ như là em đọc thì người ta khuyên là mình phải viết từ khoảng từ 3 đến 5 trang, rồi trong đó mình sẽ đưa ra khoảng 3 cái dự án nào đó. Trong đó dự án 1 là nó rất là khả thi, dự án thứ 2 là nó hơi bình bình, và dự án thứ 3 nó hơi bay bổng tí rồi kiểu này nọ. Nhưng mà cũng có người nói là viết theo kiểu là mình sẽ viết những gì mà mình đã làm khoảng 1/2 chẳng hạn, rồi sau đó là mình sẽ viết cái đoạn còn lại là cái viết mình sẽ làm. Thì theo các anh thấy thì nó như thế nào? Ý là như thế nào là phù hợp, như thế nào là cái kiểu viết, như thế nào là phù hợp? Phải viết một nửa về những gì mình đã làm, một nửa còn lại về những gì mình sẽ làm. Tại vì là nó thuê mình cho future chứ không phải là cho the past. Mình nhớ là một trong những người fail, mình cũng nói trong cái post của mình, một trong những người fail là bị fail bởi vì lý do đấy. Và mình fail, cái này là mình blame advisor, đó là đồng chí đấy cũng cực giỏi, làm các thứ rất giỏi. Nhưng mà đến lúc mà trong cái research statement ấy, với lại trong cái presentation, research presentation ấy, bọn nó đánh giá là coi như là cứ như là nghe cái dissertation presentation của nó ấy, không có gì mới cả, tức là không nhìn được hướng gì trong tương lai cả. Mà không có hướng trong tương lai thì nó thuê anh về làm gì? Tức là luôn luôn phải nói về future, luôn luôn phải nói về future research để show là mình có ideas. Em lại nghĩ rằng là mình sẽ nói dường như là tất cả dường như là tất cả về cái future mà mình không, tức là mình sẽ nói rất là nhỏ, ít về cái phần mà cái phần mình đã làm. Vẫn phải base trên những gì mình đã làm rồi. Là future không thể nói chung là không thể bảo kiểu như là bây giờ không thể ngồi tự dưng ra nói là ồ mình đang học ngành A nhưng ngành B hot quá tôi sẽ chuyển sang làm ngành B. Thế là tôi viết như thế là không được. Vẫn phải viết rằng là tôi làm, sẽ phải viết theo cái hướng là tôi làm ngành A nhưng từ ngành A tôi sẽ thấy là những cái hướng này sẽ là có tương lai và từ đó nó sẽ dẫn sang ngành B, thì khi đó tôi sẽ hướng tương lai tôi sẽ phát triển thiên về ngành B chẳng hạn. Thì sẽ phải có được một cái cầu nối giữa trong cái research statement, là không phải có cả quá khứ, hiện tại và tương lai. Đấy, nói đơn giản ra là thế. Dạ, em có một câu hỏi nhanh nữa là cái phần mà khi mà các anh phỏng vấn về cái chỗ mà về cái gọi là dạy thử á, cái teaching demo á, thì người ta chỉ giao cho các anh một cái chủ đề gì đấy, rồi các anh sẽ soạn bài giảng dựa vào cái đấy hay là như nào, hay là đúng rồi. Họ cho một chủ đề và họ bảo rằng là sẽ mày chuẩn bị một cái lecture trong vòng 15 phút về cái topic này. Thì mình cũng nói thêm cái chỗ là khi mà cái viết cái research statement nó có một cái này nè, mình lúc mà mình làm mình cũng xem nhiều lắm, mà cái mà phải phân biệt rõ là bây giờ nếu như bạn xin vào trường research thì phải viết theo phong cách của trường research. Xin vào trường teaching thì phải nên viết theo phong cách trường teaching. Mình ấy thì mình có cái kinh nghiệm theo cái phong cách trường teaching như thế này. Thì đấy không phải là của mình không, mà khi mình chuẩn bị bạn bè mình nó cũng nói, đó là trường teaching ấy nó quan trọng rất nhiều cái việc dạy và hướng dẫn sinh viên làm nghiên cứu. Cho nên là ngoài cái mà anh Linh nói, nhấn mạnh là phải viết về quá khứ, hiện tại và tương lai ra, thì cái tương lai của mình đó, cái tương lai của mình phải làm sao mình hướng đến cái mục đích của trường teaching. Ví dụ như anh như mình viết ấy, mình sẽ viết khoảng tầm 3-5 trang, nhưng mà trong đó mình sẽ đưa ra trong cái phần tương lai mình sẽ đưa ra khoảng 3 cái mảng chính, ba cái hướng đấy, mà những hướng đấy mình phải nêu rõ rằng là liệu rằng những hướng đó mình có involve sinh viên vào nghiên cứu hay không. Cái đó nó quan trọng lắm em, bởi vì ở trường teaching ấy, mà anh hướng dẫn sinh viên là cực kỳ tốt. Người ta có thể welcome anh làm research một mình anh, nhưng mà anh nó sẽ kích thích anh nhiều hơn, tức là người ta đánh giá cao hơn nữa nếu cái việc research đấy có sinh viên làm cùng. còn những trường research thì mình xem á, mình thậm chí mình xem những cái research tới mình cũng mấy anh người Việt mà xin là làm ở những trường top ấy, nhiều anh viết con trang thôi, và trong đó nó nằm ngoài một, nó không nằm một cái chuẩn mực nào cả. Tức là họ viết một trang thôi, và khi mà những cái trường
người ta tốt mà người ta tuyển những người là người ta chỉ cần nhìn vô là người ta biết là anh này là như thế nào rồi, người ta chẳng cần phải quan tâm lắm đến cái research statement đâu. Nhưng mà nhìn chung là phải chuẩn bị rất là kỹ và phải hướng vào cái đối tượng, cái trường mà mình xin vào. Nó khác nhau rõ lắm. Mình rất là happy là có nhiều bạn càng ngày càng làm giáo sư ở các trường lớn ở đây, và rất là hy vọng là các bạn ấy sẽ host và đưa được sponsor được nhiều các bạn sinh viên khác qua nữa. Nhưng mà at the same time ấy, thì mình chỉ muốn là các bạn phải rất là cẩn thận với lại survivor bias, tức là success story thì nhiều, vì chỉ có những người success đi talk about story thôi. Failure thì không, tất nhiên là không ai nói gì đến failure cả, nên là khi mà ấy, khi mà xin phải cẩn thận, bởi vì phải chuẩn bị tinh thần và phải chuẩn bị định hướng rõ ràng khi mà hướng đến làm trong academic. Em có một câu hỏi chốt nữa là hai anh lúc mà đi dạy mà lúc ban đầu ấy thì có những khó khăn nào mà anh cảm thấy là nó rất là kinh khủng cho những cái lúc mà ban đầu anh đi dạy, những cái năm đầu, năm nhất, năm hai chứ nhỉ? Thì cái thời điểm đi dạy lần đầu tiên đấy ấy, thì thực sự là cái mà mình lo nhất là mình dạy sai. Lúc đấy cảm giác là tuy là có PhD xong nhưng vẫn cảm giác là không biết là mình có kiến thức của mình có đúng không, không biết mình truyền đạt cho bọn nó có tốt không, không biết là English của mình nói có chuẩn, mình có make mistake gì không. Thì cái đấy là cái khó khăn nhất. Mình nhớ advisor hồi đấy mình có nói là bảo là mày phải nghĩ rằng là tiếng Anh của mày chuẩn, ngay cả khi nó không chuẩn mày cứ nghĩ là tiếng Anh của mày chuẩn, không có nói với chúng nó là tiếng Anh của mày không chuẩn, bởi vì khi mà mày nói là tiếng Anh mày không chuẩn bọn nó sẽ nghĩ là tiếng Anh mày không chuẩn. Nên là không có nói gì về vấn đề tiếng Anh cả, cứ thế mà nói, không có ấy gì cả. Anh nhớ advisor của anh dặn anh là như thế. Còn vấn đề thứ hai nói là khi mà dạy là phải để ý là phải hiểu rằng là đang dạy cho cả lớp chứ không phải dạy cho một số thằng giỏi. Thành ra là nó có câu hỏi ấy, trả lời được thì trả lời được, không trả lời được thì bảo email ra office hour, không mất thời gian với những thằng ấy trong lớp. Thì từ từ sau đấy là lợi thế của anh là trước khi mà anh vào vị trí assistant professor là cũng phải tính là anh có phải 6 năm liên tục là năm nào cũng dạy rồi, và được cái là mỗi năm dạy một lớp, hai lớp thôi, thành ra là có kinh nghiệm chuẩn bị rồi. Đến lúc mà làm assistant professor thì nó ấy hơn. Đấy cũng là để nói là nếu mà định chuẩn bị cho vào teaching chẳng hạn thì rõ ràng là trong thời điểm PhD postdoc là nên sếp có teaching duty trong thời gian đấy. Thì cái và kinh nghiệm của mình đó là mình dạy ở Nga rồi, dạy ở Việt Nam, khi qua Mỹ á mình thấy nó là cái văn hóa nó khác, tức là cái văn hóa cách nhìn nhận về giảng dạy nó khác. Thậm chí ở trường A1 hay là A2 gì nữa mình thấy nó cũng phải để ý một cái là cái tư duy giáo dục của Mỹ nó là tư duy phục vụ. Mình hay nói ở Việt Nam á, những ông thầy mà cứ nghĩ là tôi lên tôi dạy xong các cậu không hiểu gì kệ các cậu, tôi đi về là xong. Nhưng mà ở Mỹ á, mình đi dạy á, thậm chí mà như nói chung A1, A2 gì cũng thế, là anh mà anh dạy anh học trò nó không hiểu á là cái lỗi của anh. Anh phải là người phục vụ nó, bởi vì nó là người đóng học phí trả lương cho anh. Cho nên là cái cách nhìn nhận giáo dục ở Mỹ giống như nhìn nhận một cách giống như là thị trường á, đó là thị trường giáo dục. À, mình hay quên bỏ qua cái gọi là những tình cảm thầy trò gọi là thân thiết theo cái kiểu như châu Á, mà mình hay nhìn nhận nó một cách, đó là một cái mối quan hệ mình là người phục vụ các em đó. Cho nên là mình phải làm mọi cách để giúp các em nó hiểu bài, nó học tốt, nó phát triển. Thì lúc đấy mình là người tốt, mình là người giáo viên tốt. Còn nếu như mình có giỏi gì đi nữa mà mình dạy tụi nó, mình không phục vụ nó tốt, mà nó không hiểu bài, nó fail cái lớp đấy, thì mình là người không tốt, mình là coi như là mình bán cái sản phẩm không tốt. Đó, cái cách nhìn nhận đó mình phải thay đổi. Mình phải chuyển đổi từ cái chuyện là tôi đi dạy với là cái chuyện là tôi đi phục vụ. Đấy là cái mà mình học được trong cái kỳ đầu tiên ở Mỹ. Cái chương trình học là nó có tương đồng với mình ở bên Việt Nam không anh? À, nếu như mình thấy bên toán thì nó ví dụ như toán một môn calculus nó khó như toán của Bachelor nó vậy thôi, không dễ hơn xíu nào cả. Thậm chí như trường anh có khi nào mà sinh viên nó hỏi mình mà mình không hiểu cái câu hỏi của nó không? À, đối với mình thì thường xuyên. Tại vì lúc mà cái kỳ đầu tiên mình qua mình dạy Auburn, thậm chí thỉnh thoảng mình còn nói tiếng Nga mà mình xen cái câu tiếng Nga vô đó, tại vì lúc đó trình độ tiếng Anh của mình rất là hạn chế. Mình có rất nhiều từ mà mình không biết.
Nhưng mình nói là cái kỳ đó thật sự là cái kỳ gọi là cực kỳ khó khăn với mình, về ngôn ngữ, về giao tiếp và cả về cái văn hóa nữa. Lúc đấy mình phải, nhưng mà cái mình hay nhấn mạnh cái chỗ văn hóa khi mình xin việc đó, thật sự nó rất là quan trọng. Mình hiểu được cái văn hóa, mình hiểu được cái cuộc chơi của nó, và mình hiểu được cái vị trí của mình trong mỗi quan hệ thì mình sẽ dễ hơn. Đấy, cho nên là cái việc chuyển hóa, nếu như mình qua Mỹ dạy mà giống như dạy ở Việt Nam là đảm bảo tiêu luôn, mà mình phải support nó mọi thứ. Thì sinh viên Mỹ thật ra các em nó rất là kiên nhẫn, hồi nãy mình nói rất là kiên nhẫn, bởi vì nó biết mình là người nước ngoài, nó biết mình không thể nói tiếng Anh giống như người Mỹ được. Cho nên là tụi nó cũng sẽ rất kiên nhẫn, nếu như mình kiên nhẫn giúp đỡ nó thì nó sẽ kiên nhẫn lắng nghe mình và hỏi mình. Còn mình học hỏi qua lại, thì cái đấy là cái điều mà mình học được nhiều nhất trong thời gian đầu mình đúng. Ngày xưa anh Hòa với anh Linh cũng nộp nhiều cái CV như vậy, thì những cái phản hồi người ta gọi mình để phỏng vấn có được nhiều không, mấy phần trăm? Ví dụ như anh Hòa thì hồi đó có được nhiều cái phản hồi từ cái trường nó kêu mình phỏng vấn để xin việc làm không? Mình qua năm 2015 mình dạy một năm, bắt đầu 2016 mình mới nghĩ đến cái chuyện xin job. Mình nộp 2016, mình nộp cũng rất nhiều trường, theo mình nhớ cũng tầm 200-250 trường. Thì đợt đấy là khoảng tầm 15 cái phỏng vấn Skype với phone, nhưng mà 15 phỏng đó đều tiêu hết. Có một cái on campus interview nhưng mà cũng rớt. Bởi vì sao? Bởi vì lúc đấy là mình như nãy anh Linh nói lúc đầu ấy, tức là cái bộ hồ sơ của anh rất là tốt, anh có thể chuẩn bị rất tốt bộ hồ sơ để anh qua vòng gửi xe. Nhưng mà khi mà qua vòng Skype với phone interview là tất cả những cái gì về mình đó, nó sẽ được show ra. Tức là hoặc là kỹ năng giao tiếp, hoặc là trình độ tiếng Anh, hoặc là kỹ năng giảng dạy, hay tất cả mọi thứ, nó có những cái đó, chỉ cần show ra là người hội đồng 5-6 người ta nhìn vô, nói vài câu là người ta biết mình như thế nào, có hợp hay không hợp, và có tốt hay không tốt. Nên sau cái đợt đấy, dù cái bộ hồ sơ của mình làm rất là tốt rồi, nhưng mà có khoảng 10-15 cái Skype phone interview, một cái on campus mà nó có offer. Nhưng mà đến cái kỳ thứ hai á, khi mình bắt đầu năm 2017 á, là năm thứ ba mình ở Mỹ, thì mình chuẩn bị cái hồ sơ kỹ hơn nữa, và nói chung là hiểu hơn nhiều hơn về cái thị trường và cái văn hóa và cái đối tượng mà mình cần xin. Thì cái bộ hồ sơ của mình, nếu mình nhận khoảng tầm 50 cái phone Skype interview 50 cái, tức là mình phỏng vấn, lúc đấy là mình phỏng vấn đến độ mà mệt mỏi luôn. Mình liên hồi như vậy, bắt đầu từ tháng 10, tháng 11 đây là mình phỏng vấn liên tục, và trong đấy khoảng tầm 5 cái on campus interview thì và 3 cái offer. Ý mình nói là cái tiến trình của mình nó dần dần, khi mà mình cảm thấy nó ok hơn rồi, mình hiểu hơn rồi, mình chuẩn bị tốt hơn, thì lúc đấy là cái kết quả nó sẽ theo đó. Cho nên là phải học, đối với mình là phải học liên tục, chứ không có đơn giản là anh cứ viết một cái bộ sơ ra đấy rồi anh bước ra đấy là xong đâu, nó còn rất nhiều thứ trong đấy. Honestly là mình target những trường là hơi dưới cơ so với profile của mình. Thật ra là đảm bảo là Skype các thứ. Tất nhiên là dưới cơ ở đây chỉ so sánh ấy thôi, mình vẫn phải so sánh về mức lương với lại mình cũng muốn là hồi đó là đang ở trường tuy A1 nhưng mà hơi bị nhà quê một tí. Có khi nhà quê hơn Troy. Vẫn phải muốn về thành phố lớn, thành ra là cũng bị limit về lựa chọn, thì khi đó là nhảy về trường này ở Pennsylvania. Dạ, yeah. Em cũng rất là cảm ơn mấy anh đã có thời gian để mà host như này, rồi chia sẻ kinh nghiệm cho người đi sau. Và em nghĩ là chắc là anh Hòa có buổi nào tương lai gần không anh? Tương lai gần nó một cái giống như này không? Tức là cái buổi nào giống như này không? Tại vì em biết tin anh boss lên trên cái group mới thì nó sớm, và thực ra thì cũng đang giai đoạn mà tìm hiểu cái job mà thôi, không có nhiều thông tin, em không có làm nhiều cái gì, không có hỏi được nhiều. Em hy vọng là nếu mà tương lai lúc nào đó anh tốt một cái kiểu như thế này nữa thì hay quá. Thì dễ mà mình rảnh thì mình làm thôi, hôm nào mình lại online tiếp, mình kể cái câu chuyện kể nhiều hơn nữa cho mọi người nghe. Thời mình xin job như nào, mình thậm chí từng cái một viết cái teaching như nào, viết cái cover letter nó ra làm sao, thì những cái kinh nghiệm mình chia sẻ trên kênh YouTube. Mà nếu mọi người cảm thấy muốn nghe nữa thì mình lại chia sẻ tiếp thôi, có gì đâu. Thật ra những cái thông tin này nó cũng
Đấy là những cái kinh nghiệm cá nhân thôi, và nếu mà ai dùng được thì dùng, chứ cũng cũng không không phải là cái mà mình hay mọi người hay đi đánh giá lấy kinh nghiệm cá nhân của anh. Sau đó nó nổi anh Linh phải sợ, anh Linh viết là phải đây là kinh nghiệm cá nhân. Không, cứ nhưng mà ok thôi mọi người, nice weekend nhé, có gì rồi, rồi hôm nào nói chuyện tiếp. Dạ, cảm ơn anh Hòa, anh Linh. Yeah.